Xin chào tất cả anh em đã đến với kênh Shippo Hải Nguyễn. Hôm nay là thứ 6, 10 tháng 11. Xin chúc cho tất cả anh em và gia đình có một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc. Hôm nay em lên một bích hàng mồi thuốc để giao lưu với anh em. Thì cách giao dịch của bên em vẫn là một chuyển khoản đủ free ship, hai code cọc giùm em 100k giá trị với 1 triệu, cọc 200k giá trị trên 1 triệu giùm em và phí code anh em tự chịu. Ba là anh em ở Sài Gòn thì tới trực tiếp tại Bình Tân. Địa chỉ của em có trên Google, anh em chỉ cần gõ Shippo Hải Nguyễn là có địa chỉ và định vị tới nhà em. Và những anh em cũng mong những anh em mới lưu ý giúp em vấn đề này. Khi ship code thì em chỉ nhận cọc, em mới ship code cho anh em được nha. Mong anh em thật sự thông cảm. Vấn đề anh em sợ mất cọc thì em cũng hiểu, nhưng mà em cũng ngược lại thì em cũng sợ bị bơm hàng. Nên khi mà thống nhất với nhau được cái quy tắc bên em thì anh em mình tiến tới giao dịch. Anh em có thể xem nhiều hơn về kênh của em để có thể mà để được có sự tin tưởng nhiều hơn. Rồi em xin cảm ơn anh em. Và em cũng nhận chốt trên Zalo, SMS hoặc gọi trực tiếp giúp em không nhận chốt trên YouTube. Mong anh em thông cảm. Rồi em xin giới thiệu tới anh em luôn nha. Đầu tiên em có một con đầy số. Hai lẻ ba. Con này thì nó có cấn ha nè. Nó có cấn. Để lối đẹp. 3 chất lượng như là mã này nó có cấn nha, nhưng cấn dâm khá nhiều á, được cái chưa sửa chữa. Trùng năm 203, bánh bén lửa gà khỏe, âm hay chưa sửa chữa, có cấn dâm nhiều chỗ, mồi thuốc thì bao. Cái con này âm hay và chất lượng của nó là mã. Rồi em lên một con chrome file xước. Con này nó zin của nó là nó có một cái một miếng thêm một miếng em lem mỏng ha nè. Ở dưới này nó là nó khắc ăn mòn đó. Rồi nó để em lem này lên để giống như là một cái chỗ cắt tên. Con này sản xuất 201. Con này đã qua sử dụng nhưng mà tổng thể nó còn rất đẹp. Và cái kiểu nó thiết kế nó cũng lạ lạ hơn những con bình thường một xíu. Nó thiết kế dạng đơn giản thôi nhưng mà nhìn thấy nó cũng hay hay. Hay là chừa một cái giống như là dạng để mình cắt tên lên đó. Rồi qua sử dụng nhưng mà màu rơm nó có nó còn khá đẹp. Có xước nhẹ ha nè. 201 thì cũng như là la mã luôn rồi. Âm cũng khá hay. Con này thì góc cạnh nó đẹp, em thấy nó không cấn mớp. Âm khá hay á. Bánh bén. Chưa sửa chữa ha. Nó có lên lửa, nó có châm xài qua sử dụng mà khá ít rồi. Cả chừng 1-2 lần châm xăng. Ruột trùng năm. Nó thiết kế đơn giản.
giản nhưng mà nhìn nó hơi hay hay, đơn giản. Màu rơm nó cũng khá đẹp, góc cạnh đẹp. Số 2 430. Rồi lên một con vinh tẹt, chắc thằng mòn chủ đề Zippo, sản xuất năm 92, lề lối đẹp, ở trên này nó hơi lằn quằn, có cái bít này cấn nhẹ. Đây một cái té nhẹ ha. Rồi bên hông thì có xước, có một cái cấn nhẹ nữa. Màu rơm thì đẹp nhưng mà có vài điểm cấn nha anh em. Ở đây là dạng xước ha. Đây cấn một điểm, hai điểm ha. Ở trên này nó hơi lằn quằn nhẹ nhẹ xíu nè, ba điểm. Màu rơm thì đẹp, chưa sửa chữa. Con này ruột mờ giai đoạn, con này ruột mờ giai đoạn nhưng mà nó hơi xước ngay chủ một năm nha anh em. Thì những cái chữ hàng trên anh em thấy nó mặn, nó dập, nó vẫn còn lỗi nè, không thường cái giai đoạn nó dập, cái mộc nó không được rõ nét. Chưa sửa chữa ha. Bé 500k cho anh em 10 phút. Anh em nào thích dòng vintage chơi con này giá nó mềm. 10 tháng 11 mã số 3. Có chủ đề Zippo. Rồi em lên một con HB chủ đề Zippo luôn, sản xuất năm 93. Đây nó có hết bích tấn nhẹ, lề lối đẹp luôn. Nắp thì là nó hơi cũng hơi lằn quằn, em có gõ nhẹ ra nha. Con này có vài bích tấn nhẹ. Rơm thì cũng ít xước xét.
đầu 2000. Con này nó làm cái kiểu nó làm như cái chi tiết nó vậy nè. Zippo khá ăn mòn, toàn thân mạ bạc ha. Góc cạnh thì em thấy nó không cấn mớp, lề lối đẹp. Âm cũng ok. Bánh bén chưa sửa chữa luôn. Con này cái vỏ nó nhìn thấy sử dụng ít cạ, nó cũng ít cạ nữa. Một trùng 5 tháng mà bạc bên trong này. Ruột cũng đẹp ha, ruột trùng 5 tháng luôn nha. Còn 2000 còn một đơn ha nè. 2000 kiếm mấy con một đơn giờ cũng ít gặp, thấy một kép là nhiều. Lớp mạ bạc còn nguyên và không cấn mớp nha anh em. Lớp mạ bạc còn nguyên không cấn mớp, khá đẹp. Âm cũng ok, chưa sửa chữa. Vỏ ruột đẹp. Con này tổng thể đẹp quá, mạ bạc. Rồi em lên một con HP cắt ăn mòn xin hãng, chưa chủ đề về thịt mọc đái của Zippo qua cái thời kỳ. Đây là cái mọc từ 32 cho tới 57 nè. Và đây là mọc từ 58 cho tới 79. Mọc 80 này cho tới hiện tại bây giờ. Con này sản xuất năm 90 ha. Màu rơm nó thấy khá đẹp đó. Ở đây nó có một vết cấn nhẹ nha anh em. Lề lối đẹp. Trên nắp nó có một vết hằn nhẹ nè ha. Màu rơm nó khá đẹp. Đây cũng có vết hàng nhẹ. Con này được cái chủ đề nó có cấn anh em, nó có cấn nhẹ, nhưng mà màu rơm thì nó cũng khá đẹp, ít xước. Được cái là năm 90 thì cái chất lượng này nó như là cái dòng 8 mít trước, đời trước của nó 88 89, dọc ta biết trước. Âm hay nhỏ nhưng mà thanh vang, chuẩn chất âm luôn. Nhỏ nhưng mà thanh vang. Chủ đề nó cũng hay, nó có xước nhưng mà nó ít ha. HP qua sử dụng thì vậy là khá đẹp rồi. Con này ruột trùng 5 tháng luôn anh em. Ruột trùng 5 tháng luôn ha. Màu ruột cũng có đẹp. Màu vỏ cũng đẹp. Chủ đề thì cũng hay. Chủ đề nói về mọc đáy các thời kỳ của Zippo nó chuyển đổi qua. Chưa sửa chữa nha anh em, con này. Con nào sửa chữa thì em sẽ tự động báo cho anh em. Sửa chữa thay thế thì em sẽ báo lên cho. Để cho anh em nắm. Mã số 6.
em lên một con Liberty HP luôn, chủ đề Liberty ha, sản xuất năm 98. Đây có một vết cấn nhẹ, đây hai điểm ha, lề lối cũng đẹp. Xước chứ hôm nay là cấn sâu, có vết cấn nữa. Mà con này nó được cái chủ, cũng được chủ đề Liberty. Giá mồi thuốc hai điểm cấn bình hồng. Chủ đề Liberty nên chơi con này. Con này ruột cũng đẹp luôn, ruột trùng 5 tháng luôn. Con này nhìn cũng còn khá mới mà nó có vài điểm cấn. Sửa chữa luôn nha anh em. Mã số 7. $550 luôn. Rồi em lên một con này nó chưa qua sử dụng nhưng mà nó có lỗi vận chuyển về nè. Con này về là nguyên một lô mà nó bảo quản, nó vận chuyển nó không có kỹ, để con này cà con kia nó có xước thôi nè. Con này thì chưa qua sử dụng, nó có xước, sản xuất năm 98. Nhưng mà anh em thấy cái viền của nó phần hông. Lỡ vận chuyển về nha anh em. Con này anh em thích thì mình sử dụng cái con này. Nó chưa sử dụng nhưng mà nó có lỗi vận chuyển về nó xước. Ruột trùng 5 tháng luôn nè. Em để anh em cái giá hàng, nhưng mà hàng chưa lên lửa mà nó có lỗi vận chuyển không? Nó xước. Trùng 5 tháng. Anh em mua về sử dụng thì không thích hàng qua sử dụng thì mà mua con này xài được mà. tháng 11, mã số 8. 700. Lên lại còn hôm trước là nó còn một lớp sơn tĩnh điện á, nay em mới xả ra. Brass xước. Emblem này là emblem zin theo zip và zin hãng nha anh em, em bao cho anh em. Con này là em xả cái lớp sơn tĩnh điện, hôm trước em có lên cái video của con này rồi. Mà anh em nhiều anh em chắc không thích cái dòng sơn tĩnh điện á. Em xả là đồng cho anh em luôn. Con này sản xuất 2000 ha. Emblem này là phi công hải quân. Naval Aviator. Để có sơn tĩnh điện thì nó có hơi tróc nhẹ, nhìn nó dơ bẩn, mà em không có thời gian em làm nên em không chốt, nên em rảnh em xả ra, nhìn đẹp như một con rác zin nha anh em.
nó thì đúng là nó cũng là Brazil, con này đã được xử lý rồi này nọ hết rồi nè, bắt đầu nó mới phủ lên sơn tĩnh điện lên nè. Bề lối đẹp, emblem này là emblem zin hãng, và em bao cho anh em là zin theo con zip này luôn, chưa hề cạy lên hay dán lại nha anh em. Bởi vì thường cái dòng sơn tĩnh điện khi mà anh em xả thì những cái emblem zin cho nó không bao giờ rớt là được, bởi vì dưới nó có lớp keo, thành ra cái chất tẩy sơn nó không có thấm vào được trong cái đó, nên nó chỉ bung cái bên ngoài cái lớp sơn này thôi, còn ở dưới emblem này nó còn một lớp keo, thành ra nó không thấm vô được, nên giữ lại được emblem chứ không phải là cạy lên để xả ra xong mà dán lại ha. Này em báo cho anh em luôn, lúc mà anh em mà tháo cái này, cái con ví dụ như con này nó tháo, anh em thích tháo ra, ở dưới em bảo đảm nó vẫn còn một cái lớp sơn và lớp keo dưới này. Khá là đẹp luôn nha. Bởi vì nó đen đen bẩn bẩn,
Đây hôm nay em spa nhẹ cho anh em. Con này nó được cắt cắt CNC riêng hãng nha, hai mặt, chủ đề Zippo. Con này là Brazil. Có nhiều khi anh em nhìn thấy nó dơ dơ bẩn bẩn, anh em không chơi, để em làm, em rảnh em mới làm những cái con ấy em spa lại cho anh em. Đây chủ đề zin hai mặt nha, nó dạng cắt CNC, nó để lộ chi tiết, nó nhìn nó cũng hay hay. Sản xuất 24 ha, đi ruột vàng. Con này là hầu như em thấy nó chưa sử dụng á nè, mà nó có cạ, nó bị cạ, nó hơi cạ thành nắp và phần đốt. Ruột trùng 5 tháng. Con này chưa qua sử dụng rồi, đá chưa vặn. Rồi anh em đợi con Liberty để em lên trước cái con này cho anh em. Một con Vinh Tạc mạ vàng bản limited 0703, sản xuất năm 88. Càng rất là đẹp. Mạ vàng nha anh em. 88 mạ vàng và nó qua sử dụng rất ít nha. Mặt sau nó có hơi xước. Cầm nó như là một thỏi vàng luôn á. 88 ha. Nắm nó có hơi cạ xíu. Con này có á, giờ trời sấm rớt má ơi. Con này nó có lên lửa nhưng mà ít anh em. Thì anh em nhìn cái tình trạng đó là không có cấn mớp. Lớp vàng nó cũng không phôi phai ha. Ruột thì lại trùng 5 tháng luôn. Ruột vàng trùng 5 tháng luôn ha. Chưa sửa chữa. Có qua lửa nhưng mà rất ít. Con này mặt sau thì nó có hơi xước. Còn mặt trước thì em thấy nó đẹp. Mặt trước nó đẹp. Cái này thì để trưng bày thì cũng khá đẹp. Mặt sau nó có hơi xước nha. Vinh Tạc mà 88 mạ vàng nữa. Một con Vinh Tạc cũng khá là đẹp. Có hơi xước.
sử dụng nha anh em, qua sử dụng ít ha, không sử dụng nhiều đâu. Liberty một con Liberty mạ bạc khắc ăn mòn truyện vàng bản limited full nắp nha nè, khắc full nắp ha. Sản xuất năm 97. Đẹp má ơi luôn. Một cái chủ đề cũng rất là nhiều anh em chơi cái chủ đề Liberty này. Chưa qua sử dụng nha anh em, mặt sau nó có vài điểm đen là do oxy hóa. Con này nó có cạ nhẹ cái thành nắp ha, nó có cạ nhẹ thành nắp. Trưng bày cũng khá đẹp, chủ đề full nắp luôn, khắc ăn mòn truyện vàng. Bản limited 0453 không ngủ, ủa không tử ngủ mà cũng có tài lộc. Thấy em dịch cái số limited thấy ghê không? Mấy chị anh em thấy đẹp thì mình mua về chơi trưng bày, còn tình trạng thì em báo rõ với anh em ha. Đây là có những mà đằng sau nó có những cái vết đen này là do oxy hóa của bạc, thường gặp lắm. Đây. Rồi em ghim giá con này. Chân tủ là hết thuốc, mười tháng mười một mã số 13
bút nhung. Rồi anh em thích mẫu nào thì chụp màn hình gửi qua Zalo giúp em. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả anh em đã xem hết video của em. Những anh em mới xem kênh chưa đăng ký, các em xin một lượt đăng ký, like và chia sẻ giúp em xin cảm ơn rất là nhiều. Em cũng xin một lần nữa cảm ơn tất cả anh em luôn quan tâm, đồng hành, theo dõi và ủng hộ kênh của em. Xin chúc cho anh em hẹn anh em ở những video sau. Giờ công chiếu của em là 19:30. Xin chúc cho anh em và gia đình có một buổi tối an lành và hạnh phúc. Xin chào tất cả anh em và hẹn gặp lại.